Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Thanh. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người chiếc xe lăn 1m6 mình mới vừa đóng xong. Hứa với mấy anh em quay cái clip gần gần cho mấy anh em coi nè. 1m6 nha. Hai máy luôn, chiếc này chạy hai máy. Đây là bộ máy của nó. Chiếc này mình làm 1 tháng rưỡi mới rồi anh em. Gần 2 tháng luôn, tại bận quá làm không kịp. Chiếc này mình đóng theo kiểu đã mới giờ, hai cabin. Chiếc này chơi hai bình luôn, tại hàng chủ nó đòi chạy cho nó lâu lâu một chút. Đang chuẩn bị hạ thủy. Đây là dây cột, dây bộ xe lăn. Đèn pha, radar, đây tên của thằng chủ đây, Minh Hiền, neo, không có gì chim lên cây cây cao cao quay cho nó thấy rõ. Chiếc này chạy tự lập hai máy nha mọi người, tại vì đóng kiểu hai máy là mình phải chạy tự lập vô mấy chỗ hẹp hẹp đường mới tới mới lùi quay đầu rồi cho nó đã. Chứ đóng hai máy mà chạy như một máy thì mình đóng một máy nó chạy im hơn. Rồi để kẹp đèn lên cho mấy anh em coi. Em gài chưa có không nên chưa có hạ thủy được. Chắc cỡ bữa hai bữa nó đỡ ghe nhận hàng cẩm. Chiếc này nó có gắn kèn luôn nha anh em. À, bóp nha. Chừng nào ra bến là mình bóp kèn tin tin rồi. Kèn nó mình để ở trong cabin nè. Còn cái thùng này là cái thùng máy phát điện. Rồi biết đâu đích qua. Thank you.
Đây là cục sạc của nó. Đây là cái bình để ngoài sau. Công tắc này là motor bơm nước với hai cây quạt tán nhiệt. Còn này thì đèn. Để mình lấy điều khiển test thử cho mấy anh em coi. À nói nó bên yếu không thể bật được đèn led nữa. Ghim cái đèn cabin vô nó mới sáng được. Cái này là máy bên kia. Nè mình chạy từ lập hai máy nha mọi người. Nè. Thấy nó quay lẹ quá mà chưa biết xuống nước nó chạy sao. Chiếc này trọn bộ của nó là nhiêu đó luôn á anh em. Hai cái phao nè, hai bình, một cục sạc, một tay điều khiển. Dây. Đèn led bắt không được bởi vì không thấy được cái gì. Rồi vậy thôi, tạm biệt anh em, hẹn anh em là cái clip hạ thủy ha.